Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa lay ơn. Kiểu nó gì nhỉ? Nở to ra đấy. Trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm một mẫu hoa lay ơn rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một mẫu hoa lay ơn cũng gần tương tự như vậy nhưng mà nó nở to hơn nha. Thì để làm được cái hoa lay ơn này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên thì chúng ta cần đến cái giấy nhúng. Mình làm ở đây mình làm hoa lay ơn màu vàng nên là mình sẽ dùng giấy nhúng màu vàng nhé. Với cái hoa lay ơn nở to như thế này thì mình sẽ dùng giấy ý mềm. Đây là hình ảnh của cái giấy ý mềm nhé. Các bạn có thể tìm mua ở các chỗ làm giấy làm hoa nha. Mình cũng không sâu rõ được cho các bạn nhìn thấy nhưng các bạn có thể nhìn qua cái hình dạng và cái mã màu của cái giấy nhúng này nha. Thì trước tiên là giấy nhúng thì chúng ta sẽ chuẩn bị như thế này. Các bạn nhìn thấy theo kích thước mình ghi trên màn hình nhá. Mình đặt cái tờ giấy màu vàng này. Giấy nhún màu vàng này, giấy nhún màu xanh làm lá, kẽm cành, kẽm si, một chiếc bút màu để mình làm cái nhị hoa. Lát nữa mình làm thì các bạn sẽ rõ. Tiếp nữa là kẽm cành này, băng keo sáp, chỉ buộc và kéo nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Thêm nữa là chúng ta cần cái nhị hoa màu vàng như thế này. Các bạn không có nhị hoa như thế này thì có thể làm theo cái nhị mình tự làm nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt cái mảnh giấy có kích thước là 7x4cm nhé. Các bạn cắt như này cho. Cánh hoa như thế này. Mình cắt hơi bị lệch một chút. Tiếp nữa là cái miếng giấy 7x5cm các bạn cũng cắt như vậy nhé. Các bạn cắt được một mảnh giấy như vậy. Thì với cái chúng ta sẽ cắt tầm khoảng 3 cánh 7x4cm và 3 cánh 7x15cm nha. Mình để thế này cho các bạn dễ nhìn. Đó, sau khi cắt xong cái mảnh giấy đó thì chúng ta sẽ dùng cái bút dạ màu cam như thế này hoặc là các bạn có thể dùng cái bút dạ màu vàng của cái hoa lay ơn này nhá. Mình không có bút màu vàng cho giống hoa thật ấy, thì mình dùng cái màu cam này. Thì các bạn sẽ vết vào cái phần ba cái cánh nhỏ nhá. Thank you.
xếp xong thì chúng ta sẽ được cái cánh như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhét qua nha. Các bạn dùng cánh xi 7 cm. Dùng keo sữa này. Các bạn phết keo vào phần chéo của cánh hoa nha. Các bạn đặt chéo như này nha. Đặt chéo nhá. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ làm với cái cánh hoa to nha. Nhưng mà chú ý một chút là đối với cái cánh hoa to này thì chúng ta sẽ không dán chéo như vậy. Đó, chúng ta sẽ dán thẳng như thế này. Các bạn có thể so sánh được hai cái cách dán như thế này nha. Một cái thì nó sẽ vòng cung nó sẽ rộng hơn, và một cái thì nó sẽ hẹp hơn như thế này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ như vậy, tương tự với cái cánh hoa to của mình. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần nhĩ nha. Thì chúng ta sẽ dùng giấy nhỏ như thế này với nhị hoa, chúng ta sẽ gập đôi lại. Rồi thì hút keo sữa vào cái thân mảnh này nhá, miếng nhỏ này. Đặt cái mông lên này, rồi ta cuốn lại. Chúng ta sẽ đặt cây kẽm này xuyên qua cái bông hoa như thế này. Rồi chúng ta túm vào phần dưới, xoắn nhẹ lại như thế này. Bởi vì đây là cái giấy nhún màu, giấy nhún ý mềm ấy, nên là chúng ta cái lúc mà chúng ta viết keo vào cái phần nhĩ hoa thì cái giấy này nó rất là mềm, nó sẽ bám chặt vào cái phần kẽm xi, nên là chúng ta không cần phải dùng keo nhé. Dùng keo hoặc chỉ buộc. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái phần cánh lớn ở bên ngoài này. Chúng ta lại tiếp tục xuyên qua như thế này. Rồi chúng ta túm vào phần dưới lại. Bạn nào mà có thể muốn cho nó chắc hơn thì chúng ta sẽ dùng chỉ buộc để quấn lại nhé.
xong thì chúng ta sẽ có cái hình dạng của cái bông hoa như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái bất kỳ vật dụng nào mà chúng ta cảm thấy nó tiện ấy, chúng ta sẽ vẽ cái cánh hoa bên ngoài cùng ra nha. Các bạn nhẹ tay thôi nha. Sau khi bẻ xong thì chúng ta có cái hình dạng của cái cánh hoa, lớp hoa ngoài cùng như thế này, thì chúng ta sẽ dùng cái vật dụng mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta sẽ uốn cong cái phần lá này nhé. Sau khi uốn cong thì chúng ta sẽ dùng tay cái lớp cánh này ở phần gấp đôi nó lại nhé, và phần giữa với cái lớp cánh trong cùng chúng ta cũng làm vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tay này. Các bạn làm theo mình nhé. Để cho cánh hoa có cái độ mềm mại tự nhiên. Chưa rồi. Mình lỡ tay. Thế các bạn phải nhẹ nhàng với nhau. Bởi vì cái giấy này rất là mềm nên là nó sẽ rất cứng rắn. Và lúc nãy mình làm thì cái hoa cũng mạnh dạn, mạnh bạo quá. Sau khi chúng ta tạo độ mềm cho hoa thì chúng ta sẽ được cái bông hoa như thế này. Chúng ta sẽ làm cái phần đài cho bông hoa nhé. Nhìn khá là tự nhiên ấy. Các bạn có thể dùng giấy nhún Trung Quốc cũng được. Tuy nhiên thì làm bằng giấy nhún Trung Quốc thì cái độ mềm mại của cái cánh hoa nó sẽ không bằng cái giấy ý mềm này nhá. Bạn nào mà có điều kiện hoặc mà tìm được cái giấy này thì mình nghĩ là chúng ta nên các bạn nên làm bằng cái giấy ý mềm này nhá. Rồi. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được cái bông hoa hình dạng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần đài cho nó. Thì các bạn cắt cho mình cái tờ giấy nhún có kích thước là 5,5 x 4 cm như thế này nha. Ở đây mình dùng giấy ý cứng nên là cái độ giãn của nó sẽ rất là nhiều. Còn bạn nào mà làm cái giấy Trung Quốc ấy thì cái độ giãn của nó sẽ không được nhiều nha, nên là các bạn sẽ tăng cái kích thước của nó lên. Các bạn sẽ cắt như mình. Đến thì mình sẽ dùng cái mảnh giấy nhún này. Cái mảnh giấy nhún có kích thước là 5,5 x 2 cm như thế này để làm phần đài cho cánh hoa to nhé. 5,5 x 2 cm.
bạn cũng kéo giãn ra cho mình. Bạn gập đôi lại, cắt chéo như thế này. Tương tự các bạn sẽ cắt thêm một cái mảnh giấy như thế này nữa. Rồi sau khi cắt được cái mảnh giấy như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái hai mảnh giấy này để tạo thành đài cho bông hoa nha. Dùng băng keo sát thì che đi cái phần đài của bông hoa nhé, một chút xíu. Cách làm tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm thêm khoảng 3 bông, hoặc là 2 bông hoa nữa, hoặc là 3 bông nữa nhé. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn làm nữa, mà mình đã làm sẵn các bông hoa như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến cái phần nụ hoa nha. Cái nụ hoa thứ hai thì chúng ta sẽ dùng cái giấy nhún có kích thước là 7x6cm. Rồi các bạn kéo giãn ra cho mình nha, như thế này. Rồi các bạn dùng tay để kéo cái phần đầu này cho nó lượn sóng một chút nha. Các bạn cũng dùng cái kẽm si 7cm cái sữa vào, thì các bạn cần nó dúng cái tờ giấy nhún này ạ, như vậy mà chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái tờ giấy nhún mà chúng ta vừa cắt ạ bọc lại để làm đài. Với cách làm tương tự thì chúng ta sẽ làm thêm khoảng 2 đến 3 cái nụ như thế này nha. Rồi tương tự thì chúng ta bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần trên cùng cái phần gốc như thế này nha. Tại vì cái clip này mình không làm hoa mẫu đơn mẫu, hoa lion mẫu, cho nên là các
bạn mà muốn xem thành phẩm ấy thì các bạn có thể kéo đến phần cuối clip nhé. Các bạn sẽ cắt cho mình hai cái mảnh với kích thước là 5,5 x 2 cm nhé. Mình sẽ cắt sau đó sẽ kéo giãn ra. Chúng ta dùng cái số giấy vụn mà chúng ta vừa cắt cánh hoa ấy, chúng ta sẽ bao tròn lại. Sau khi vo tròn lại thì chúng ta sẽ dùng keo sữa quét đều vào cái phần nào sữa của cái phần này. Chúng ta sẽ đặt cái miếng vụn này vào trong và cuốn lại. Đặt keo băng kẽm si vào giữa và cuốn lại. Mảnh thứ hai chúng ta cũng làm như vậy. Rồi sau khi cuộn lại thì chúng ta sẽ được cái dạng như này. Cuối cùng là chúng ta sẽ cuốn băng keo sáp lại. Còn thừa mình láng hơi dài nên mình sẽ cắt bớt đi. Cuối cùng là chúng ta sẽ cắt những cái lá có kích thước là 11 x 1,5 cm. Rồi chúng ta cắt tạo hình cái lá như thế này nha. Chúng ta sẽ cắt khoảng 4 cái lá như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ hoàn thiện cái bông hoa layon này. Thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp vào kẽm cành, mình dùng cái cành loại to 5mm nha, kích thước là 30cm. Còn bạn nào muốn làm hoa nó dài hơn thì các bạn sẽ làm với kích thước của cái cây hoa layon nó to lên và cái kẽm cành nó dài hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành cái hoa layon. Đây với cái phần nụ nhỏ nhất thì chúng ta sẽ ghép lên trên như thế này. Tiếp đến là cái nụ thứ hai. Tiếp là cái thứ ba. Cái thứ ba này nó hơi to quá. Rồi chúng ta sẽ ghép đến cái phần nụ nhỏ. Tiếp đến là chúng ta sẽ ghép phần hoa vào nha.
giờ chúng ta ghép phần lá vào. Hoa lá của hoa layer nó to hơn ấy, nhưng mà mình lỡ cắt nó nhỏ quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng tay để chỉ cành hoa layer này nha, cho nó đẹp. Hơi bẻ cong một chút. Thực ra là mình làm cái kích thước của hoa layer này thì nó hơi nhỏ và hơi cái cành nó hơi ngắn ấy. À, nhưng mà hiện tại thì mình không có cái kẽm nó dài hơn nên là mình đã dùng cái kẽm cành nhỏ nhá. Thì bạn nào mà muốn làm cái cành hoa nó giống tật hơn thì các bạn sẽ làm cái cành hoa nó to hơn nhá. Hoa này thì là cái hoa layer mà theo mình thì nó nở to ra đấy. Mình cũng có xem hoa thật rồi. Cái mẫu hoa trước thì mình làm nó là mẫu hoa nó chưa cái cây hoa layer nó chưa nở to ra. Thế thì cái mẫu đều rất là đẹp. Các bạn có thể làm cả hai mẫu rồi cắm chung vào một bình, nhìn sẽ có nhiều hình thái của hoa thì nó sẽ đẹp nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách làm hoa layer này. Thì thực ra là các bạn mà muốn mình làm hoa gì thì các bạn có thể yêu cầu trực tiếp với mình. Các bạn có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook cá nhân của mình. Đây, cái mẫu hoa layer này mình cũng thực ra là mình đã làm một mẫu hoa layer rồi, cho nên là mình cũng không muốn làm thêm một cái mẫu hoa layer nữa. Tuy nhiên thì đây là một yêu cầu của một bạn trên Facebook nên là mình cũng vẫn sẽ làm. Các bạn mà yêu cầu nhiều hoa gì thì mình sẽ cố gắng cứ giết thời gian để làm nha. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa layer này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.